Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Hiện tại thì Thiên Định đang có mặt tại ở đây là đầu đảo Dừa 1, và hôm nay Thiên Định sẽ chia sẻ với chúng ta về cái không gian cảnh quan tại công viên Siêu Park bên trong phân khu đảo Dừa. Công viên Siêu Park của chúng ta thì nó chạy dọc từ tận trường Vinhu ở ngay biểu tượng cái cột màu xanh ấy, mà chúng ta tới ngay dự án. Nó chạy dọc từ đấy, chạy qua hai phân khu là Cọ Xanh và Hải Âu, và chạy dọc sang phân khu đảo Dừa không chị nhá. Thì ở ngay ở đây, lối đầu tiên của chúng ta ở đây là đảo Dừa 1 này, bên này là đảo Dừa 1 nữa chị này. Thì ngay ở đây chỉ có một cái lối nhà vệ sinh ở đây, nhà vệ sinh này đấy. Đây, lối nhà vệ sinh đây nha chị nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ Thiên Định sẽ mời chúng ta cùng theo chân Thiên Định để chúng ta tham quan cái công viên Siêu Park nhau chị nhá. Nó sẽ rất là dài và rộng đấy, cho nên video này khả năng sẽ cũng sẽ rất là dài không chị nhá. Đây, chúng ta có thể thấy được rằng nó đẹp như thế nào, xung quanh đảo Dừa nó đẹp như thế nào. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi dạo và ngắm nhau chị nhá. Đây, ở đây là cái khu vực chòi này, chòi và bếp nướng này. Đây, khu vực bồn giữa này. Đấy, chúng ta thấy nó có đẹp và đẳng cấp không ạ? Đây, khu vực bồn rửa tay nhá, bên đây là chòi nướng nhá. Ghế này là đồng bằng 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 không biết là bằng gì, nhưng mà mạ đồng của chị nhá, rất là đẹp luôn. Bên này cũng thế, cả trải trải dọc ở đây luôn, rất nhiều nha chị nhá, chứ không phải là chỉ một chòi, rất nhiều chòi đấy. Tại vì chúng ta biết được rằng là phân khu đảo Dừa cũng là một trong những cái phân khu rất là đông đúng không ạ, 1.461 căn đấy, thì chắc chắn là cái nhu cầu sử dụng bếp nướng nó cũng sẽ rất là nhiều. Chính vì vậy mà chủ đầu tư cũng đã thiết kế và bố trí rất nhiều các bếp nướng tại phân gọi là tại vườn hoa cũng như là công viên Siêu Park. Đấy, chúng ta cảm giác như buổi tối mà gia đình của chúng ta ra đây ngồi ăn đúng không ạ, ngắm dặng dừa, ngắm sông. Đây, chúng ta có thể thấy được sông rất rộng luôn chị nhá. Cái đoạn này thì nó hơi ồn một xíu tại vì nó gần ngay với cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đây, chúng ta nhìn thấy không ạ, sông rất là rộng nhá. Đấy, buổi tối thì cái khu vực này nó đẹp lắm. Chúng ta phải nhìn thấy cái cây đèn này. Đây, cột đèn này chị nhìn này. Buổi tối cái công viên đảo Dừa nha chị nhá, khẳng định với chúng ta lên đèn cực đẹp luôn. Hôm nào Thiên Định sẽ bay flycam quay buổi tối cho chị xem. Đây, đèn này chúng ta phải thấy là trong chòi này, các đèn này chiếu lên rất là đẹp luôn. Ở bên đây còn có không gian gọi là chúng ta ngồi xích đu này, hoa hồng này, hoa hồng nở rất đẹp này. Đấy, hoa hồng nhung nhộn nở rất đẹp của chị này, hồng này hồng của Hải Phòng à. Đấy, khu vực này là ghế ngồi, xung quanh đều là trồng dừa chị nhá. Chúng ta càng đi về phía bên trong thì cái công viên nó càng rộng. Đấy, càng đi về phía bên trong thì công viên nó càng rộng. Đây, khu vực này là thảm cỏ xanh này, hầu như là đều là tự nhiên cả cho chị nhá. Đây, như anh này là anh đang đang phun, không biết phun anh phun cái gì á. Vàng lá. Đúng rồi, nó đang bị vàng lá chị ạ, nó đang bị vàng lá, anh ấy đang phải phun thuốc sâu đấy. Đây, cái này là chủ đầu tư cũng đang trồng hoa hồng này. Đấy, cái gọi là cái thiết kế và cái ý tưởng là sau là hồng nó sẽ leo lên trên này các chị ạ. Đấy, rất là hay và đẹp nhá. Cái này là ở trên đại học VinUni là Thiên Định cũng xem rồi, lên leo đẹp lắm. Những cái căn biệt thự này thì rất là giá trị luôn các chị ạ. Nhưng mà những cái căn này thì nó hơi ồn một xíu ở cái cao tốc Hà Nội Hải Phòng thôi, nhưng mà thực ra là khi chúng ta làm cửa kính thì cũng không ảnh hưởng gì đâu các chị ạ. Đây, đây là những cái căn biệt thự. Hiện tại thì Thiên Định đang có những căn đang bán nữa chị nha, kể cả những cái căn góc như này nha. Mọi chị ạ, thích những cái căn góc Thiên Định đều có nha. Bây giờ mua thì đa số là mua chuyển nhượng thôi chị ạ, mua chuyển nhượng chủ nhà bán lại thôi. Nó trên dưới 30 tỷ, hơn 30 tỷ. Hiện tại thì hầu như là mọi người bán vẫn đang ở thấp hơn so với giá mua đâu chị ạ. Có những căn này bán đang bán bằng. Đây, chúng ta nhìn thấy đẹp không ạ? Rất không gian rất là đẹp nha. Rộng, chúng ta nhìn thấy là nó cái kiểu như cái quỹ đất ấy. Quỹ đất chủ đầu tư bỏ ra rất nhiều. Đây,
ví dụ chúng ta chỉ cứ đơn giản này, ví dụ như cái dãy biệt thự này mà chủ đầu tư xây tít ra ngoài đây đi, để một cái khoảng gọi là khoảng ra ngoài nó chỉ ít thôi, đúng không ạ? Ít ra mới được tầm khoảng 4 căn biệt thự nữa. Thế nhưng mà chủ đầu tư phải hiểu một điều là chúng ta là làm theo, tất cả là làm theo quy hoạch, đúng không ạ? Quy hoạch mật độ xây dựng nó chỉ có thế thôi. Cho nên là bắt buộc là chúng ta phải triển khai thứ nhất là mặt nước này, công viên cây xanh này, để nó đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của người dân, của cư dân, đúng không ạ? Đây, như cái đoạn này thì công viên thì lại rất là hẹp, nhưng mà bù lại lại sông lại rất là rộng, các chị nhìn thấy không? Đấy, sông đoạn này thì rộng mênh mông luôn này. Đấy, đây đi sang bên kia chắc phải tầm khoảng 200m các chị ạ, 200m sông. Đấy, cái đoạn này là đoạn sông rộng nhất này. Đây chúng ta thấy không ạ, những cái cây đèn này này buổi tối nó lên mới đẹp này. Ui rồi, đấy chúng ta nhìn thấy gió không? Mát, gió mát rười rượi. Đấy, đây thì các cái đó, con đường này là chúng ta dạo bộ. Dạo bộ thì đây, chúng ta một là chúng ta đi vòng này thôi, hai là chúng ta đi vào đây để ngắm hoa ở đây. Thiên định đang muốn ngắm hoa. Ui cây mộc ở cây này, phải cây mộc chúng ta. Mộc hương cô chị ạ, cây mộc hương, mộc hương vanh rất to nhá. Cây này thì phải tiền gọi là bèo bèo chắc phải tiền mấy trăm triệu một cây rồi, vanh rất to. Đây hoa này của chị này, đẹp không? Rất là đẹp nhá. Không gian cảnh quan bên trong đây là bên trong đảo dừa nha chị nhá. Thiên định quay thực tế luôn. Đây hôm trước là Thiên định giới thiệu với chị nào một căn đâu nhỉ? Đảo dừa 8. Đây, căn nó nằm trên kia, tí thì định lên quay cho chị xem. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Ui, gió này, mọi chị nhìn thấy gió không ạ? Gió rất là mát. Đây, đây có cái khu tập gym này, mọi người đang ra tập gym rồi này. Đây, những cái căn góc như này rất là giá trị luôn rồi chị nhá. Đấy, những cái căn góc như này nó là những cái căn đơn lập. Những cái căn đơn lập. Diện tích của nó thì từ 210. Bên trong, những cái căn bên trong thì nó cũng là đơn lập nhưng diện tích bé hơn. Nhưng đa số những cái căn này thì tôi tầm khoảng từ 210 đến 240. Đấy. Đây, đây là cái khu vực tập gym này. Nói chung là rất nhiều các máy cơ, tha hồ tập luôn cô chị ạ. Ngoài ra thì chúng ta có những cái ghế như này, vừa tập vừa nghỉ, rất là thoáng. Đây, hôm trước là Thiên Định đã chia sẻ với chúng ta cái một căn gọi là một căn song lập đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi nhanh ra cái lối gọi là công viên gọi là trung tâm chính. Khu vực đấy thì thực ra là nó tiện ích thì không có nhiều, nhưng mà cái quỹ đất và đặc biệt là cái khu phức hợp thể thao nó nằm ngay tại cái khu vực phía đảo dừa 8 ở dãy cuối cùng. Đây, cái dãy cuối cùng này này cô chị ơi. Nói chung là công viên của nó rất là rộng và dài, nó là giao bộ đường đi bộ đây này. Cho nên là chúng ta xác định là chúng ta quay thì nó sẽ hơi lâu một xíu. Chiều nay thì Thiên Định đang hơi rảnh. Dẫn khách xong thì quay video xong thì rảnh. Thôi đằng nào thì cũng về muộn thì bây giờ vẫn đang còn sớm. Ra quay cho chị xem luôn. Để chúng ta biết được cái tiện ích của công viên đảo dừa. Thực ra Thiên Định chia sẻ thật với chị chúng ta là xem trên Flycam đấy. Nhưng mà đúng thật là xem, nhưng mà để mà thấy đẹp thì nó phải thực tế chúng ta đi dạo bộ. Chứ còn xem trên Flycam nó chỉ một phần thôi. Tại vì nó bay trên cao, nhìn xuống nó cái gì nó cũng bé hết, nó không được đẹp. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải thực tế thì như này thì chúng ta mới thấy đẹp. Buổi tối đi dạo bộ thì rất là tuyệt vời luôn. Đây mấy cây này là cây gì ta?
cây gì mà to lắm, không biết có phải mộc không. À mộc cô anh chị ạ, mộc. Toàn cây mộc to thôi. Mộc này thơm lắm ấy. Nhưng mà mùa này nó đang rụng lá hay sao ấy, nó không có hoa. Những cái cây này mà lúc ra hoa thì hoa rất là thơm, tại vì nhiều hoa lắm, tại vì nó to. Đấy, chúng ta sẽ đi về phía đây. Cái căn song lập mà thì định đang bão đây này. Căn 180m này, đang có giá là 32,3 tỷ đây các chị này, 180m này. Một căn có cái không gian cảnh quan quay rất là rộng và thoáng này. Căn này nha chị nha, riêng cái công viên bên cạnh thì rất là đẹp và mênh mông luôn. Căn này là một trong những căn mà chị đánh giá rất cao. Với cái tầm tiền khoảng tầm khoảng hơn 32 tỷ thì căn này là căn mà cực kỳ hợp lý và giá trị sau này nó sẽ tăng rất cao các chị ạ. Đây, căn góc này chị nhỉ. Diện tích 180m, xây dựng tầng 1 là 88m, tầng 2 là được tầng 2 thì định nghĩa không nhầm, bây giờ tầm khoảng là 95m. Tầng 2 thì diện tích chúng ta nhìn thấy không? Tầng 2 thì nó đua ra ngoài và cái tường của nó là được đẩy ra ngoài. Tầng 1 thì nó tóp vào này. Tóp vào đấy chúng ta có thể để xe này. Đấy, tầng 2, tầng 3, tầng 4 là được rộng hơn tầng 1. Ở dãy này thì hiện tại thì có những căn chủ nhà bán lại thì cũng loanh quanh xem bằng với cái giá gọi là chủ đầu tư đang bán rồi anh chị nhá. Tại vì bên trong này thì những cái căn góc này thì 32, nhưng mà những cái căn trong đây thì chủ nhà đang bán thì cũng là 31 rồi. Đấy. Nhưng mà thực ra chúng ta lựa chọn cái căn góc thì giá trị hơn nhiều. Đấy, chúng ta sắp đi tới gần cái khu vực trung tâm rồi đấy. Đấy, càng về đây thì càng rộng đúng không ạ? Càng về đây thì càng rộng. Hiện tại thì cái quỹ hàng mà tứ lập tại Vinomotion Park, đặc biệt là tứ lập đảo dừa này không còn nhiều. Tứ lập thì nó có thứ nhất là cả hải âu này, cỏ xanh này. Đấy, và đảo dừa là ba cái khu hầu như là, và đảo dừa là cái phân khu có nhiều tứ lập nhất. Đấy, thì hầu như là nhiều nhất, nhưng mà cũng đã được bán hầu như là cũng rất là nhiều rồi, hầu như gần hết rồi. Còn bây giờ tứ lập rẻ nhất thì có tứ lập bên hải âu thôi chị ạ. Tứ lập bên hải âu thì nó rơi tổng khoảng hơn 14 tỷ rưỡi là tứ lập rẻ nhất, 120m. Diện tích bên tứ lập hải âu thì diện tích đất thì bằng nhau, nhưng mà xây dựng bên hải âu nó lại bé hơn. Xây dựng bên hải âu nó chỉ được 62m thôi, thì định nhớ không nhầm thì nó chỉ được 62m thôi. Bên này thì được 69m thôi chị ạ. Bên đảo dừa này được 69m. Đây chúng ta có thể nhìn thấy không, đây là khuôn viên dành cho trẻ em này, vui chơi này. Bên này thì cái đoạn này thì sông, gọi là cái đoạn này thì cực kỳ rộng. Đấy, sông đoạn này thì rộng lắm các chị ạ. Đấy, sông rộng mênh mông luôn nhá. Đấy, còn chúng ta sẽ đi tiếp lên trên khu vực trên kia là khu phức hợp thể thao. Đấy, cũng là cái khu tiện ích chỉ dành riêng cho đảo dừa thôi. Thực ra là cái video này nó sẽ là chia sẻ những cái tiện ích bao quanh của công viên phân khu đảo dừa, để chúng ta có cái chi tiết về cái tiện ích. Còn cái tiện ích của cái công viên ở dừa thì định quay rất nhiều rồi. Nhưng mà cái công viên này tại vì nó dài và nó cũng lâu nữa, đúng không ạ? Nó mất nhiều thời gian cho nên là Thiên Định ít quay. Nhưng mà hôm nay là Thiên Định mất thời gian thì Thiên Định quay cho chị xem luôn. Đấy, chiều nay đang rảnh thì Thiên Định quay luôn cho chị xem. Đây, ở đây thì có. Đây cô chị ạ. Đây mình sẽ đi đi dần về phía trung tâm này nha anh chị nha. Đây khu vực này là khu vực nàng tiên cá này. Đây là cái khu vực nàng tiên cá là sẽ là ở giữa trung tâm này của cái trục đường chính chạy sang bên biển xanh cô chị ạ. Trục này là trục chạy sang bên biển xanh, là cái trục đường chính xuyên tâm từ trung tâm của phân khu đảo dừa nhá. Chạy thẳng là trục biển xanh, trục đường 30m và chạy thẳng ra đường vành đai 3.5 là trục này luôn. Đây. Thì ở đây có nàng tiên cá ở đây này. Đấy, chúng ta sẽ đi đi dịch về phía này. Ở đây thì có cái khu phức hợp thể thao. Có cả cái lối gọi là lối chạy bộ luôn cô chị ạ. Đấy.
chạy bộ kiểu như là marathon xung quanh luôn, nó rất là hay luôn chị nhá. Khu này thì rất ít khách hàng vào đây, hầu như mọi người chỉ đi đến ngoài xong mọi người đi ra thôi. Còn cái khu này thì hầu như kể cả Thiên Định dẫn khách Thiên Định cũng ít vào. Nhưng mà hôm nay Thiên Định sẽ chi tiết luôn cho chị chúng ta xem. Đây chị nhá, đây chúng ta còn có cái lối gọi là lối bao quanh này, là lối đường chạy bộ này. Đấy, chạy bộ nha chị nhá. Đây chúng ta sẽ đi về lối này. Đây lối vào sân này. Thiên Định, tại vì Thiên Định cũng chưa vào đây luôn đấy, nhưng hôm nay Thiên Định sẽ chi tiết vào đây. Khu vực này là khu vực ten, ở đây là có sân bóng rổ này của chị này. Đây là sân bóng rổ nha chị nhá. Đây cái lối này lối vào này. Đây khu phức hợp thể thao. Đấy chúng ta nhìn em ạ. Sân này là sân thi đấu bóng rổ luôn. Sân tiêu chuẩn luôn đấy chị ạ. Còn trên kia là có, để Thiên Định sẽ đi thẳng lên trên đây xem là có những cái gì nữa nhá. Cái đường chạy này thì thích lắm, êm, nãy. Đây trên đây có sân bóng rổ nữa nha chị nhá. Bên đây là sân, đây ở đây là sân bóng, sân cầu lông này, sân cầu lông này. Bên này là sân tennis này. Đấy, bên đây cũng là một sân bóng rổ này này của chị này. À đây chúng ta sẽ đi bao quanh luôn, kiểu như là chúng ta sẽ đi bao quanh cái khu này luôn. Khu này là khu tập bóng rổ thôi chị ạ. Khu này chỉ là khu cả là một cái khu tập thôi. Đấy, sông bên này còn đang rất là rộng, cái quỹ đất đầu tư còn đang rộng rộng dài đến tận ra ngoài đây cơ mà chị. Đấy, lối vào là đây nha chị nhá. Đây là lối vào này. Đấy, đi chúng ta chạy. Đấy, đây là một cái lối gọi là chúng ta có thể chạy bộ quanh đây. Đấy, chạy bộ liên tục luôn. Cho nên là chúng ta phải vào đến tận đây thì chúng ta mới biết được là tiện ích nó có những cái gì không chị ạ. Chứ còn từ bên ngoài là hầu như là khó biết lắm. Đây, bên trong này là tiêu chuẩn sân tennis này. Ở đây sẽ có hai sân luôn chị nhá, hai sân tennis bên trong phân khu đảo dừa đấy. Sân này mà đánh thì quá là sướng rồi chị ạ, tiêu chuẩn quốc tế mà. Đây lối vào sân tennis đây này. Hai sân tennis rất là rộng nha chị nhá. Đây, bên ngoài lối này chúng ta chạy chạy thẳng lối này ra ngoài kia là đảo dừa chín, là những cái căn shop house nằm ở mặt ngoài của đảo. Ngoài ra chúng ta có thể thấy đây là có khu khu nhà vệ sinh này, dành cho kiểu như là mọi người tập thể dục thể thao này. Cần rửa ráy chân tay hay là vệ sinh là đi vào đây luôn. Thế chúng ta mới thấy được là cái tiện ích của phân khu đảo dừa nó đẹp như thế nào đúng không ạ? Bao quanh hết trong đảo luôn chị nhá, bao quanh hết trong đảo. Đây, trong đây là cái khu vệ sinh, quay luôn cái khu vệ sinh cho chị xem luôn. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, cái lối này là chúng ta đi bộ được sang luôn nha chị nhá. Đấy, lối này chúng ta đi bộ được. Đây, cái dãy này là dãy đảo dừa 10 này, cái dãy này này là đảo dừa 10 này. Còn bên trái này là đảo dừa 8 này, dịch lên trên là đảo dừa 7 này. Ok, Thiên Định đi đến đây là hết rồi, Thiên Định sẽ đi vào đây luôn cho tiện. Tại vì Thiên Định đang có khách hàng ở đảo dừa 7. Thiên Định đi vào cái đảo dừa 7 luôn cho chúng ta thấy được là cái dãy này nó rất là tiện nhá. Đi ra khu phức hợp rất là gần. Tại vì ở đây nó thông nhau. Đấy, chúng ta đi đường ra bộ lên đây luôn. Đây còn có khu chòi này. Ở đây là chúng ta biết ngay là đây là đảo dừa 8 đúng không ạ? Đấy, nhánh này là đảo dừa 8 nha. Còn đảo dừa 7 thì nằm dịch lên đây một xíu, một dãy. Đi từ nhà của chúng ta đi bộ ra đây thì rất là gần. Ở
Ở đây trên đây có áo rửa 6 đang có một căn góc đang bán luôn nha chị nha, một căn góc như này luôn, một căn góc đang bán, ai quan tâm để liên hệ trực tiếp với Thiên Định nha. Đây, đảo rửa bẫy đây. Đấy, thoáng không chị? Đây là lại là lộc vừng nhá. Dãy này thì chủ đầu tư lại trồng lộc vừng này. Thì cái dãy này bên trái của chúng ta là tứ lập. Tứ lập 120m và bên phải của chúng ta là liền kề 56m nha chị nhá. Hiện tại thì liền kề 56m bây giờ đang rơi tầm khoảng 7 tỷ 6 anh chị ạ, 7 tỷ 6 cho một căn liền kề 56m này. Nếu anh chị có ai quan tâm thì liên hệ trực tiếp với chị nhá. Còn tứ lập bên này thì bây giờ nó rơi tầm khoảng 15 tỷ rưỡi anh chị nhá. 15 tỷ 2 đến 15 tỷ rưỡi. Ở đây thì dãy này chủ đầu tư hoàn thiện rất nhiều đấy. Nhưng mà đa số chủ đầu tư đều hoàn thiện 2 tầng để cho thuê thôi. Những cái căn đầu này này, những cái căn đầu này là liền kề là chủ đầu tư hoàn thiện hết này. Còn bên đây thì dãy này thì chủ đầu tư chịu hoàn thiện, ở đây có căn hoàn thiện rồi là bên này này. Đây. Đây, như đây là một cái căn chủ đầu tư hoàn thiện. Hoàn thiện 2 tầng rồi chị nhá. Đấy, liền kề. Đấy. Ở đây dãy này mấy căn này đều hoàn thiện hết, hoàn thiện chủ đầu tư hết. Ok, thì Định xin chân thành cảm ơn rồi chị đã theo dõi video nhé. Nếu chị chúng ta quan tâm đến những cái sản phẩm thấp tầng tại Vinhome Ocean Park 1, Vinhome Ocean Park 2 hoặc Vinhome Ocean Park 3 thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0933 313 931 với chị nha. Thì Định xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thì Định xin chào.